ไม่ยอมวางขาดI'm going to go to the hospital.
Anh Dương là tay lên gặp Hoàng Tuấn Kiệt đi nào. Dưới 70 kg. Anh bình tĩnh lắm nha. Dưới 70 kg có bạn nào chưa thi đấu không ạ? Go! Tất cả những thí sinh dưới 75 kg lên gần khu vực thi đấu để chuẩn bị. Các vận động viên dưới hạng cân dưới 75 kg chuẩn bị nhá. Trần Ken gặp Lương Vũ Thái Bình. Anh Ken Trần gặp Lương Vũ Thái Bình. Thứ hai, Duy Khánh Thái Nguyên gặp Tùng Bồng Hải Dương. Đây là hạng cân dưới 75 kg. Xin các bạn cho một tràng vỗ tay đi ạ. Thank you.
Phương Nam chuẩn bị. Go! Go!